Miệt thứ hôm nay, đời sống miệt thứ, check-in thị trấn thứ 11, ngày thứ 5 giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16, 23 tháng 7. Ghi nhận của miệt thứ thứ 11 hôm nay, bà con tiếp tục duy trì nếp sống sinh hoạt tại nhà, hạn chế tối đa ra đường nếu không phải là đi chợ, đi mua nhu yếu phẩm cần thiết hay buộc phải ra đường mua vật tư nông nghiệp, thủy sản, vận chuyển lưu thông hàng hóa. Ngày hôm nay, chốt kiểm soát người và phương tiện qua lại tại cầu treo thứ 11 đã di dời đến một địa điểm khác. Chính vì thế, lưu lượng phương tiện lưu thông qua cầu đã gia tăng, trong đó có xe tải vận chuyển hàng hóa hướng về biển Sẹo Nhào thuộc xã Vân Khánh, khu vực giáp ranh với thị trấn thứ 11 để thu mua thủy hải sản. Theo thông tin cập nhật của Công an huyện An Minh, tính đến ngày 23 tháng 7, toàn huyện có 4 chốt kiểm soát cấp huyện, 17 chốt kiểm soát cấp xã. Trong 5 ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16, lực lượng tuần tra đã lập biên bản 13 trường hợp ra đường không lý do, nhắc nhở 176 trường hợp, lập biên bản 8 trường hợp không đeo khẩu trang khi ra đường và nhắc nhở 109 trường hợp khác. Và theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Kiên Giang, tính từ 31 tháng 5 đến sáng ngày hôm nay, 23 tháng 7, toàn huyện An Minh có tổng số ca mắc SARS-CoV-2 là 10 ca. Trên địa bàn huyện có một khu phong tỏa là ấp Bằng B, xã Thuận Hòa và 4 cơ sở cách ly tập trung trên toàn địa bàn. Và một thông tin khác mà miệt thứ thứ 11 đã ghi nhận được trong một cuộc trò chuyện ngắn với bà con đi lại trên sông là các gia đình sinh sống ở bờ sông, ở các kênh ấp trên toàn địa bàn huyện An Minh, bà con có thể mua thực phẩm tươi sống, hàng hóa thiết yếu từ các ghe hàng. Bán từ sáng giờ luôn hả? Tao mở ra cho em coi cái nó là gì được không? Đây, đầu tươi. Là chị là mình chị ở xã nào? À, chị ở thứ 11 luôn hả? Rồi bây giờ mình không bán được ở trên bờ thì mình bán cái sông. Mà nhu cầu cao không chị? Bán trung bình lấy 18, bán 25. Dạ. Ba. Lấy 10, bán 15. Nhưng mình còn phải có cái lo để mình phát cho bà con biết bà con mua đúng không? Nhưng mà bán ở trên ghe này em thấy an toàn nè, khoảng cách 2 mét tuyệt đối. Dạ, rồi chị định bán như thế này đến bao giờ? Tùy theo tình hình dịch bệnh hả? Qua tháng 8 đó, đầu tháng 8 mình mới có được thông báo mới nhất. Rồi, chúc mừng nha. Dù sao cũng có công việc làm mỗi ngày, có thêm thu nhập. Giữ gìn sức khỏe nghe chị. Dạ. À, tức là cái này là mình được cho phép phải không chị? Mình được thông báo cho phép đúng không? Dạ, chứ không phải là mình tự do đúng không chị? Dạ. 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 À, tức là 4 giờ chiều mình đem tất cả hàng hóa này lên phòng công an. Phòng công an ở trên Long Xuyên mình nó nhập xuống. Dạ. Nó giao cho mình. Dạ, tức là phòng công an ở trên Long Xuyên hả? À, phòng công an ở huyện mình đúng không? Là cung cấp cái mặt hàng này cho mình bán. Dạ. Dạ. Rồi, hiểu rồi. Cảm ơn chị nhiều nha. Để em làm để mà cho mọi người biết á, mọi người xuống mé sông, những người ở nhà ở dưới sông á, họ đón những cái người như chị nè, bán hàng dưới sông như thiết yếu nè, để họ mua trong cái gì hết. Cảm ơn chị nhiều nha. Và tiếp theo đây là những hình ảnh về miệt thứ thứ 11, một khung cảnh bình yên của vùng miệt thứ ngày thứ 5 giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 mà tất cả chúng ta đã tuân thủ một cách nghiêm túc những hướng dẫn về biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Em đi mua nhu yếu phẩm và em được tặng nè bà con. Nói chung là nhờ dịch này mà chúng ta quý nhau hơn. Tình nghĩa xóm riêng. Tình nghĩa xóm riêng.
Cảm ơn nhiều nha cô gái. Cà phê mọi người ơi, cà phê sáng nha.